雨，我依然把断肠秋季，把情仇恩怨埋在心底，悲欢和离都溶解在酒里。我依然把断肠秋季，把情仇恩怨埋在心底，悲欢和离都溶解在酒里。我是醉的xin mời ngồi. Quý khách, hãy cho biết ngày sanh tháng đẻ. Độc Giáp, thành niên, mùng 9 tháng 9 Ngũ Thời. Quý khách ạ, Thục Long là một người đại phú đại quý Ngũ Thời xuất sanh chắc chắn có nhiều con. Tiếc thay chỉ là kẻ tầm thường, chỉ có đứa con út mới là đứa con có tài thôi. Tôi không phải đến coi bói, tôi đến đây để coi chữ. Muốn coi chữ gì? Chữ này. Chữ cơ là phân nửa của chữ kiếm. Theo tôi nghĩ thì chưa có kiếm được đâu. Vẫn chưa có kiếm được à? Nếu như vậy thì sao? Chỉ có một chữ kiếm, e rằng chưa kiếm được. Thế thượng vô nan sự, chỉ cần hữu tâm nhận. Nếu như mà quý khách nhất định kiếm cho bằng được thì còn có hy vọng, nhưng mà cần phải trả giá rất đắt đó nha. Trả giá đắt cỡ nào cũng được. Cảm ơn tiên sinh chỉ dạy. Thưa quý khách, chỉ một lượng thôi. Trên mình tôi không có một lượng. Đưa tiên sanh miếng ngọc này để thế một lượng. Hả? Tiểu nhân không biết nhận xét, không ngờ là Long Ban chủ giá lâm. Xin tha tội, xin tha tội, xin tha tội cho. Thật là vô lý. Dám lấy rượu của ta uống à? Nè, toàn là kẻ giang hồ, lấy một chút rượu có người uống đâu có sao đâu. Trả cho ngươi nè. Hey, tứ đệ, ngươi thật là tốt. Tam tỷ gặp nạn thì ngươi xuất hiện ngay. Tam tỷ có chuyện thì tôi đâu có dám phủi tay đứng nhìn chứ. Đó là gì của bà? Chúng ta là tam hồ tứ quái. Ta là tam tỷ tiểu cô. Ta là Đỗ Quái, Đỗ Ba đây. Ta nhớ tiểu cô và Đỗ Quái, khi xưa là đệ tử của Thanh Từ Bang. Tại sao bây giờ lại chịu đi theo ta? Tại vì Thanh Từ Bang đã bị tiêu diệt. Ban chủ Thanh Từ Bang lại bị mất tích nhiều năm. Tôi và tam tỷ vừa ham cờ bạc vừa ham uống rượu. Nếu như không có kiếm được việc làm thì đâu có sống được chứ. Đúng vậy, bây giờ người nào chịu ra tiền cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ sẵn sàng làm việc cho những người ra tiền mà. Đúng vậy. Tử cô Đỗ Quái thấy tiền thì sáng mắt lên. Nếu như không có tiền thì tôi đâu có đi vào sòng bạc được chứ. Đúng rồi, nếu không có tiền thì tử cô này đâu có uống rượu được chứ hả. Hôm nay hai người hẹn lão phu đến đây, chuyện lão phu nhờ hai người làm đến đâu rồi? Dạ thưa, đã có một chút manh mối rồi đó. Hắn ở đâu? Dạ hắn ở tiền thưởng ở đâu vậy hả? Long Ban chủ, tuy rằng chúng tôi biết hắn ở gần khu rừng Tùng Lâm, nhưng mà không biết được chỗ ở nhất định đó. Đúng vậy. Không sao cả, các người cứ lấy tiền trước đi. Cảm ơn Long Ban chủ. Cảm ơn Long. Nơi này đừng có kêu ta là Long Ban chủ.
Kêu ta bác Trung được rồi. Bác Trung à? Lần này lão phu đến Trung Nguyên Sơn này không có muốn người nào biết cả. Thì ra là như vậy. Ngày mai hai người đi kiếm Thừa Phong cho ta. Nhưng mà cái khu rừng Tùng Lâm này tầm mấy chục cây số bề ngàn, muốn kiếm Tam Công Tử cũng đâu phải là cái chuyện dễ đâu chứ. Khó khăn cỡ nào lão phu cũng phải kiếm được Thừa Phong. Sao không? Có tâm sự gì? Sư phụ à, đệ tử... Tinh thần của con không tập trung. Con có chuyện gì? Sắp đến ngày mùng 9 tháng 9. Không ngờ đệ tử theo sư phụ đã 12 năm rồi. Cũng đã 12 năm rồi. 12 năm trước ông ngoại của con giao con cho ta. Mùng 9 tháng 9 của 12 năm về trước, mẹ con bị bệnh chết. Ông ngoại con dẫn con bỏ nhà ra đi. Tại sao tất cả mọi chuyện đều xảy ra mùng 9 tháng 9 vậy cả? Ngày hôm nay trong lòng con có tam niệm thì con không có nên luyện võ công. Vì có tam niệm thì không có luyện võ công được. Tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng kiếm pháp của con. Để tôi biết lỗi. Được. Thế thì con hãy tịnh tọa tự tội. Dạ, sư phụ. Ây da. Anh là ai vậy? Tôi ở trên cây nằm ngủ, tại sao anh khoái rầy tôi vậy? Được, không thèm nói chuyện. Để tôi cho anh biết mùi cao thủ thiên hạ đệ nhất kiếm và đệ nhất võ công là hai cỡ nào. Kiếm pháp của anh như vậy chỉ dùng để múa mai chơi thôi, không có đủ tư cách dùng kiếm đâu. Nè, nè, anh mới là đệ nhất kiếm đó. Võ công của anh khá như vậy, xin hãy nhận tôi làm đệ tử sư phụ. Sư phụ. Cho tôi. Quý khách xin lỗi cậu, mấy ngày hôm nay người ta bao tiệm của chúng tôi rồi. Cái gì? Căn tiệm lớn như vậy bị người ta bao hết hay sao? Thợ tôi không có tiền trả, mau mau đi lấy rượu cho tôi. Nè tiểu tử, có gan đến đây sinh sự sao? Đi vào đi. Hả? Bà là ai? Tam hồ tứ quay, nhất lão nhị, tam tử tứ độ. Bà là lão tam tử cô, ta là tứ đệ độ quay. Hey, tiểu tử, ngươi là ai hả? Tôi à. Tôi là thiên hạ đệ nhất kiếm Du Tiểu Cương.
Du Tiểu Cương à? Tên này phách lối quá, xuất chiêu. Cười à? Tiểu huynh đệ, tại sao ngươi lại có miếng kim bài này? Một người bạn tặng cho tôi. Người đó ở đâu? Lúc nãy tôi bị hai người kia đánh cho tôi một trận. Tôi quên hết mọi chuyện rồi. Như vậy phải làm sao mới nhớ lại được? Tôi cần phải trả đũa mới được. Thật là vô lý à. Ngươi đã bị chúng ta bắt rồi mà ngươi còn dám nói bậy nói bạ nữa hả? Được, nếu không cho tôi trả đũa thì dù là có giết tôi cũng không có nói. Thằng tiểu tử này thiệt là phách lối mà. Ở trước mặt ban chủ mà dám ăn nói gì vậy hả? Tao đánh cho mày biết. Tứ đệ à, hãy cho hắn trả đũa đi. Nếu không hắn không chịu nói ra thì phiền phức lắm đó. Chị nói gì? Cho hắn đánh mình hay sao? Hey, không có sao đâu. Hắn đâu có khả năng gì. Hắn đánh mình bị thương sao được? Vậy đừng có lôi thôi nữa. Đi mau đi. Cái gì? Tôi để cho hắn đánh sao? Đi mau. Tiểu huynh đệ, thôi được rồi, cho cậu đánh cho đỡ tức đó hả? Như vậy mới nghe được. Siêu như vậy. Thôi được, việc làm của chúng ta đã xong rồi. Ta có tiền uống rượu, em có tiền đi đánh bạc. Chúng ta nhiều tiền như vậy nè. Tiếc rằng kiếm lại con người của hắn, nhưng không kiếm lại tâm hồn của hắn. Này ông già, ông kiếm được người cũng vậy, tâm hồn cũng vậy. Khi nào ông mới chịu thả tôi ra đây? Tiểu huynh đệ, làm phiền cậu nhiều. Ông biết thì tốt. Nè, tôi đã kiếm được con của ông rồi. Ông trả ơn tôi bằng cách nào đây? Lão phu uống rượu với cậu, kể như là xin lỗi cậu. Mời tôi uống rượu à? Như vậy thì được đó. Tiền bối, tôi xin cả một ly. Tiểu huynh đệ, tại sao cậu cứ cầm cây kiếm không để xuống? Hả? Người giang hồ nói kiếm tại nhân tại, chẳng lẽ ông chưa từng nghe nói sao? Vì vậy tôi cứ nắm cây kiếm này. Cậu cứ nhắc đến giang hồ với tôi, chẳng lẽ cậu cũng là người giang hồ sao? Lẽ dĩ nhiên rồi, tôi còn tính tạo ra sự nghiệp ở giang hồ nữa. Nghe cậu nói như vậy thì biết cậu chưa có kinh nghiệm ở giang hồ. Kinh nghiệm của tôi thì chưa có bằng ông, nhưng có công mài sắc thì có ngày sẽ nên kim. Tiểu huynh đệ, ở giang hồ có nhiều sóng gió, không phải là đơn giản như cậu tưởng tượng. À, dù là Long Bang chủ của tôi không sợ. Nè, lão tiền bối, nghe nói ông là người của tụ Long Bang, ông có thể giới thiệu cho tôi không? Cậu muốn gia nhập tụ Long Bang à? Dĩ nhiên rồi, ông coi tôi là một nhân tài, không gia nhập tụ Long Bang thì tiếc lắm đó. Bây giờ ở giang hồ tụ Long Hắc Phong và phái Thân Ưng đối lập, tại sao cậu chỉ muốn gia nhập tụ Long Bang thôi? Tụ Long Bang là thiên nhất đại bang, dĩ nhiên là tôi muốn đi theo tụ Long Bang. Vì vậy, nè lão tiền bối, ông có chịu giúp tôi không? Không sao cả, nhưng mà lão phu cạn một ly rượu đã. Nếu như cậu uống được ly rượu này thì lão phu giúp cậu. Lão tiền bối thật là dứt khoát. Được, để tôi cạn một ly. Tiểu huynh đệ,
tại sao lại không lấy? Hả? À, tôi vô dụng quá, uống một ly rượu mà cũng không được. Thử hỏi làm sao mà sống ở giang hồ về sau đây? Thà là để cho tôi chết. Tiểu huynh đệ, Tiểu huynh đệ, Tiểu huynh đệ. Lão tiền bối, cây kiếm này có cái lò xo, tôi đã uống hết ly rượu rồi. Tôi chịu thua cậu. Lão tiền bối, bây giờ ông chịu giúp tôi chưa? Huynh đệ, tuy rằng võ công của cậu không khá, nhưng mà đầu óc của cậu lanh lẹ. Cảm ơn lão tiền bối đã khen tôi. Nếu tương lai một ngày nào đó Vũ Tiểu Cường này có danh tiếng ở giang hồ thì chắc chắn là không quên lão tiền bối. Tiểu huynh đệ, tuổi của cậu tương đương Thừa Phong, nhưng mà nếu tôi và hắn uống rượu trò chuyện như vậy được thì tốt biết bao nhiêu hả? Lão tiền bối à, ông và con của ông có chuyện rắc rối gì? Cha con với nhau cần gì phải ngại? Kể ra dài dòng. Tiểu huynh đệ, cậu quen Thừa Phong bao lâu? Chúng tôi gặp nhau một lần thôi, nhưng mà chúng tôi hợp nhau lắm. Tại sao hắn lại dám giao kim bài cho cậu? Hắn chỉ nói chỉ cần tôi thích á thì nó cho liền à. Hắn đã bỏ cả kim bài, chắc hắn không muốn là người của Long Gia. Con à, con có thể bỏ kim bài, nhưng mà đây là đồ nó quý từ nhỏ, vì vậy cho nên phải mãi mãi đeo ở trên mình. À, lão tiền bối, ông cũng đừng nên buồn. Được, nếu ông nhớ con của ông thì ngày mai tôi kêu hắn đến. Không cần đâu, hôm nay tôi đã gặp hắn rồi, như vậy tôi đã mãn nguyện lắm. Tiểu huynh đệ, kim bài này do hắn tặng cho cậu, cậu cứ mang theo kim bài. Sau này cậu mang kim bài đi tụ Long Bàn thì sẽ có người tiếp đón cậu. Mang kim bài đi thì được rồi à? Có cần phải biết tên của ông hay không? Cậu chỉ cần nói Kim Bắc Trung thì được rồi. Cảm ơn Bắc Trung. Chúng ta uống rượu. Sư phụ, đệ tử muốn hạ sơn. Con muốn đi đâu vậy? Mùng 9 tháng 9 là ngày giỗ của mẹ con. Con muốn được đi tới mộ để cúng vái mẹ con. Lần này con đi không trở về sao? Phiêu bạc tứ xứ, màn trời chiếu đất. Con muốn tránh mặt cha con. Dạ phải, con không muốn gặp mặt ổng. Đã 12 năm rồi, trong thời gian qua ổng cứ cho người ta đi kiếm con, cho thấy ổng rất là thương mến con đó. Có thể con nên hãy gặp mặt ổng. Gặp ổng thì cũng vô ích thôi. Chẳng lẽ con cứ để cho ổng xin lỗi về chuyện đó hay sao? Mẹ của con dưới suối vàng không thể sống lại được. Dù ổng có nói gì cũng vô ích thôi. Dẫu sao cũng là cha con, hai người là cha con ruột thịt. Ở trên đời đâu có tình cảm gì hơn cha con đâu. Hơn nữa, trong 12 năm qua ổng cứ kiếm con, cho thấy là ổng rất muốn đoàn tụ với con đó. Đoàn tụ? Ừ. Ổng muốn con đoàn tụ chỉ là muốn củng cố bang hội của ổng mà thôi. Mẹ của con chết như vậy mà ổng thì không hề có một chút ân hận gì cả. Trái lại ổng còn trở thành bang chủ của bang hội nữa. Nếu như mà ổng muốn hối cải thì ổng hãy nên từ bỏ bang hội đi, từ bỏ sự nghiệp giang hồ của ông và từ bỏ tất cả những ân oán của giang hồ này để sống một cuộc đời bình thản, thì con sẽ tha thứ cho ông. Tình hình của cha con bị bắt buộc, bá nghiệp giang hồ không phải muốn bỏ thì bỏ được đâu con. Dưới quyền của ông có mấy trăm huynh đệ cần phải nuôi sống gia đình. Nếu có người thuyết phục ông đổi bá nghiệp giang hồ thành những chuyện tốt lành, như vậy thì có thể tích đức cho những hậu nhân tương lai, cho thế hệ sau này đó con. Sư phụ, chẳng lẽ sư phụ muốn con dính vào chuyện giang hồ à? Sư phụ dạy con võ công không phải là muốn con sống ở trên núi hay là những nơi không có người. Con phải sống như họ. Nếu con không đi giang hồ để giúp bá tánh, không ra tay nghĩa hiệp, không tiêu diệt kẻ ác, như vậy học võ công làm gì?
xong nhỉ. Bác Trung, nè ông chủ à, ông có gặp bác Trung không? Bác Trung nào? Ờ, người mà ngày hôm qua ngồi uống rượu với tôi đó. Ông à, trời chưa sáng thì ông đã đi rồi. Đi rồi. Kim chiều tạc thù tặng cố nhân, tha nhật hữu duyên tái tương hội. À, tiểu huynh đệ, lão phu là bang chủ của tụ Long Bang, lão phu muốn gặp tiểu tiền bối. Xin lỗi Long Bang chủ, sư phụ đi hái thuốc rồi. Đi đâu hái thuốc vậy? Hôm qua sư huynh đã hạ sơn. Cái gì? Đã hạ sơn? Dạ. Cô nương. Đã có chuyện gì xảy ra? Cô nương à, lúc nãy cô ở trên núi, cô sơ ý té xuống đó. Cảm ơn công tử đã cứu tôi. Không có chi. Cũng vì tôi muốn hái cái hoa màu hồng đó. Đó hoa đó chính là một loại thuốc rất là hiếm có, nhưng sơ ý tôi bị té xuống. Bây giờ có bệnh nhân đang cần uống thuốc. Nếu mà vậy cô nương à, để tôi hái giúp cho. Công tử, lên trên cao như vậy nguy hiểm lắm. Không có sao đâu. Cô nương, có phải là hoa này không? Cảm ơn công tử. Không có chi. Hãy thả tôi xuống đi. Thả tôi xuống đi. Hai vị tiền bối muốn khiêng tôi đi đâu đây? Thả tôi xuống mau. Tiểu huynh đệ, bao ngân tử của cậu lẽ ra là của chúng tôi. Ai nói vậy? Ngân tử này là do Bắc Trung cho tôi. Để tôi giết cậu. Ê, Tam tỷ à, đừng có nóng nảy vậy. Hắn cũng là một hảo hán giang hồ mà. Để tôi nói chuyện luật giang hồ cho. Bây giờ tôi và hắn cờ bạc. Hả? Tứ đệ, em có chắc chắn không? Ê, tôi chưa từng thua mà. Nếu như tôi hơn hắn thì tôi mời chị đi uống rượu. Đó là tiền của tôi, không có đưa ra để cá độ được. Coi nè, tiền của chúng tôi cũng không có ít đâu. Thế nào, cá độ hay không? Được. Muốn độ thì độ. Được, chúng ta hãy độ cái này nha. Thế nào, hả? Không cần nhiều vậy, một cái thì đủ. Hãy coi tôi đây nè. Ông hãy độ hột này ở bàn tay nào. Mỗi lần ông đoán thì hãy cá 5 lượng. Cậu chuẩn bị tiền cho tôi đi. Ở bên này. Ê. Tại sao không thấy? Ở đây nè. Đưa tiền đây. Nè, cầm lấy. Cảm ơn. Đây nè, để ý coi nha.
Yeah. Hey, lần này không có gạt tôi được đâu. Cậu muốn che mắt tôi à? Ở bên này. Hả? Trời ơi, em thật là vô dụng mà. Vậy mà cũng nói trật. Đưa đây. Bên này thật là xảo trá. Tôi sẽ ăn tôi với cậu. Nè, hai vị coi cho kỹ. Ở tay nào? Bên này, trật rồi. Trời ơi, lại thua nữa rồi. Đưa tiền đây. Đâu bên này? Trật rồi. Theo dõi, theo dõi. Đây. Đâu? Bên này. Đúng có. Em thật là vô dụng, đã mua hết tiền uống rượu của ta rồi. Coi đây. Tôi cũng chịu mà thôi, tiểu tử này tiền à. Theo đây. Tôi sẽ trả số tiền này lại cho hai người. Hả? Cái gì? Trả tiền lại cho chúng tôi. Đúng à? Vậy. Nhưng mà phải có một điều kiện. Hai người phải dạy võ. Dạy một chiêu thì 5 lượng. Đó là tam thập thục lộ quyền. Tam thập thục lộ quyền gì? Không có sức gì cả. Tí tiền trưởng của ta khá hơn nhiều. Tiểu huynh đệ, tí tiền trưởng của ta bao gồm nội công 40 năm của ta đó. Nè, tiểu huynh đệ, để ta truyền nội công của ta cho hả? Trời ơi, ta đã nói em không biết dạy thì đừng có dạy. Coi kìa, hắn đã tự quả nhập mà. Đừng có nói nhiều nữa mà mau cứu hắn đi. Có sao không? Trời ơi, mạch máu của hắn không còn nữa. Trời, hắn đã chết rồi. Như vậy làm sao? Nếu như bằng chủ biết mình hại chết đệ tử thì không có tha cho mình đâu. Đừng nói nhiều nữa. Chạy mau đi. Tam tỷ à, chị làm cái gì vậy? Hãy mau mau rời khỏi chỗ này đi. Chúng ta hãy đi mau đi. Trời ơi, tứ đệ à, không được đâu. Chúng ta đã hại chết đệ tử, bây giờ không thể bỏ hắn như vậy được đâu. Hắn không phải là đệ tử của mình, ai nhận hắn làm đệ tử chứ? Chị thiệt là. Nhưng mà ít nhất mình đã dạy hắn mấy chiêu rồi. Người ta nói nhất chiêu thủ đồ, suốt đời là thầy mà. Nè, chúng ta đi về chôn hắn nha. Nếu không thì hắn sẽ biến thành ma quỷ kiếm mình đó. Chắc không đâu. Chúng ta trở về. Đi mau đi. Đi. Mau đi. Đệ tử đâu rồi? Trời ơi, sao không thấy vậy? Cũng là tại em. Em đã bỏ hắn lại đây. Ta nghĩ chắc chắn là chó sói đã cắn hắn rồi. Chị còn nói nữa, nếu chị không truyền nội công cho hắn, hắn không có chết đâu. Em thấy ta đang truyền nội công mà em cũng đấu. Em bị bà thật, em là người có lỗi mà đổ từ cho ta. Không trách chị, trách tôi sao? Hoàn toàn là lỗi của em. Cái gì kìa? Có phải là máu của hắn không vậy? Đúng rồi, ta nghĩ thi hài chắc gần đâu đây, chúng ta đi kiếm đi. Đi. Tiểu huynh đệ, ngươi tỉnh dậy đi. Nơi này là nơi nào? Có phải là ông phủ không? Ở đây là nhà của ta. Tại sao tôi lại ở đây? Dường như tôi đã chết rồi mà. Lúc nãy trong chùa, đột nhiên ngươi bị ngất xỉu, máu của ngươi đỏ ngực.
chỉ còn một chút hy vọng sống. Nếu không vì ta đi ngang qua thì ngươi đã chết rồi đó. Ông là? Ta họ Bạch. Ta là đại phu. Cảm ơn lão tiền bối đã cứu tôi. Tiểu huynh đệ, tuy rằng ngươi đã tỉnh, nhưng mà ở trong thân thể của ngươi còn bị động máu. Nếu ở trong vòng 2 giờ không có ép máu đen ra thì chắc chắn người sẽ chết đó. Lão tiền bối, như vậy tôi phải làm sao đây? Lão phu sẽ dẫn nội công cho người, ta nhất định sẽ ép máu ra cho người. Nhị huynh, thì ra đánh đệ tử của tôi bị thương à? Hai người đến làm gì hả? Ê nhị huynh, anh đã quên Nhất Lão, Nhị Y, Tam Tổ, Tứ Đổ là giang hồ tứ quái, là anh em kết nghĩa hay sao chứ? Sau khi hai người học võ công của tà phái thì ta và đại ca đã bỏ hai người rồi. Nè nhị huynh à, hôm nay chúng tôi đến không phải tính chuyện cũ, chúng tôi đến đòi đệ tử đó. Hãy trả đệ tử lại cho chúng tôi đi. Tiền bối, đừng có nghe lời hai người này nói. Hai người này không phải sư phụ tôi, mà là muốn hại chết tôi. Nè tiểu huynh đệ, chúng tôi không có hại chết người đâu. Còn nó không hại tôi à? Đã đến tôi bị thương mà còn bỏ tôi không lo cho tôi. Hề đệ tử à, để chúng tôi đi kiếm thuốc giải cho nó mà. Đúng, bây giờ đã kiếm được thuốc giải rồi, người hãy đi theo chúng tôi về. Ngươi là đệ tử của chúng tôi, chỉ có chúng tôi mới chữa được cho ngươi thôi. Thôi đừng nói nhiều nữa, đi đi. Nè hai người đừng có bậy bạ nha. Hai người không có biết y thuật, nhưng ta thì biết. Hai người không sợ người ta cười đạo nghĩa giang hồ hay sao chứ? Cho nên giật hắn lại. Nhưng hai người làm như vậy kể như là hại hắn đó. Tôi không có thì giờ nói lời tội với anh nữa. Nếu như anh không thả hắn ra thì chúng tôi sẽ ăn thua đó. Đúng vậy nhị huynh, anh đừng có quên anh chỉ biết chữa người không biết võ công. Tứ đệ, chúng ta ra tay. Khoan đã. Cha có bị thương hay không? Cha không sao. Thì chưa là gì của người? Ông là sư phụ của tôi. Hả? Lão quá già kia chưa chết à? Phải. Tiểu tử, kể như là người may mắn. Chúng ta đi. Tiểu Tuyết, cậu này là? Cha, anh đây là Giảng Bối Hội Lâm, tên Thừa Phong. Chắc tiền bối đây là Diệu Thủ Thần Y Nhị Sư Thúc. Nè, gia sư có một lá thư bảo tiểu bối giao cho ông nè. Lão phù đã mười mấy năm rồi không gặp đại ca, không ngờ ông lại nhận một đệ tử tốt như cậu. Sư thúc quá khen. Nè Tiểu Tuyết, tiểu huynh đệ này bị thương khá nặng, con hãy đi lấy Bách Niên Trân Châu để cứu hắn. Dạ cha. Tiểu huynh đệ, thì ra là ngươi à? Nhị sư thúc. Hả? Để ta coi xem, con hãy đi ra ngoài đi. Bạch cô nương, xin lỗi nha. Anh còn ngồi đó nhìn nữa hả? Xin lỗi nha, Bạch cô nương, tôi không phải cố ý đâu. Tôi chỉ đến đây giặt áo thôi. Long công tử, tôi không có ý trách anh đâu. Cảm ơn. Nhưng xin công tử, đừng có nói chuyện Bách Niên Trân Châu cho người ta nghe. Tại hạ hiểu. Cha, con đã để Bách Niên Trân Châu ở trong hũ sâm đó cha. Con hãy nhớ để 12 tiếng đồng hồ, sau đó thì cho tiểu huynh đệ này uống. Dạ con biết. Nhị sư thúc. Sư thúc à, tiểu bối đến đây là để xin cáo từ. Long công tử, tại sao công tử lại đi vội vàng? Bạch cô nương, trước ngày mùng 9 tháng 9 thì tại hạ phải đến mộ của mẹ tại hạ để cúng giấy. Long công tử, bây giờ đến mùng 9 tháng 9 vẫn còn tương đối lâu, tại sao công tử lại gấp quá vậy? Tại hạ còn chuyện khác phải làm nữa nên không tiện ở lại. Thừa Phong à, con hãy ở lại nhà sư thúc một đêm nữa, rồi ngày mai hãy lên đường sớm. Dạ thưa. Nếu mà nhị sư thúc và Bạch cô nương muốn vậy thì tại hạ sẽ không chối từ. Cảm ơn huynh đệ cứu giúp tôi. Nè, tôi xin cầm một ly. Ê Du huynh à, vết thương của anh chưa lành đừng nên uống rượu. Tôi không sao đâu. Anh này Lâm huynh, dường như tôi và anh có duyên lắm, tôi thích quen người bạn giống như anh. Chúng ta hãy kết nghĩa huynh đệ đi. Kết nghĩa huynh đệ à? Thôi miễn đi, tôi không tin dị đoan đâu. Nếu chúng ta có duyên nhau thì sự gặp lại còn hơn là huynh đệ nữa.
Thôi được, vậy thì tình bạn cạn ly. Cạn. Cạn. Du Huynh à, tại hạ có một chuyện muốn hỏi anh đây. Hôm đó chúng ta đánh nhau ở rừng Tùng Lâm, tại hạ có đánh rơi một kim bài, không biết Du Huynh có nhìn thấy không? À, không thấy. Lâm Huynh à, anh nghi ngờ tụi ăn cắp hay sao? Không phải, tại hạ chỉ hỏi cho biết thôi. Nếu mà có lỗi làm gì thì xin tha thứ cho. Lâm Huynh à, kim bài đối với anh thật là quan trọng lắm hay sao? Thật ra không có gì, nó chỉ là một tín vật để sống ở giang hồ thôi. Nhưng hiện giờ tại hạ thoát ly giang hồ rồi, cho nên không còn sử dụng tới nữa. À, Lâm Huynh à, võ công của anh khá như vậy, tại sao lại trốn ở trên núi, không có đi ra ngoài chốn giang hồ? Phú quý minh nhật, giống như mây khói mà thôi. Trời ơi, tuổi của anh còn trẻ, nhưng nói chuyện dài dặn quá, hèn chi cha của anh cảm thấy buồn. Anh quen cha tôi à? Dĩ nhiên rồi, tôi và cha anh là bạn thân. Có hôm tôi và ông uống rượu, ông đã nhắc đến tên anh. À, Lâm Quỳnh, anh và ông có chuyện gì rắc rối không? Cha con mà tại sao lại không giải quyết được chứ? Tại sao lại bỏ nhà ra đi? Cha của anh buồn lắm đó. Đúng vậy, nhưng mà có nhiều chuyện anh không hiểu được đâu. Tôi không có hiểu, dĩ nhiên là tôi không có hiểu. Người vợ công khá như anh, nhưng tại sao không có đại trí? Nếu như là Du Tiểu Cường này thì đã trở thành một đại hiệp ở chốn giang hồ mà tất cả ai ai cũng đều biết tiếng. Nhưng tiếc rằng không có ai dạy võ công cho. Đã vậy mà còn gặp hai quái vật, thiếu một chút đã hại chết tôi. Nếu như tôi biết võ công thì tôi không thể nào tha cho hai tên quái vật kia đâu. Du Huynh, bây giờ thì anh đã biết giang hồ đầy hiểm á, anh phải nên rút kinh nghiệm đó. À, đó chỉ là một sự thất bại nhỏ, Du Tiểu Cường này không có sợ đâu. Khi nào tôi lành rồi, tôi sẽ đi kiếm cha của anh. Tại vì ông nói với tôi cho tôi ở tù Long Bang làm việc, mong rằng đi tới đó kiếm ông, ông sẽ cho tôi làm việc tốt. Như vậy một ngày nào đó tôi sẽ là một người có danh tiếng. À, Long Huynh à, anh và tôi đi tù Long Bang kiếm cha anh được không? Hả? À, ông nhớ anh lắm đó. Lâm công tử, sau khi cúng mẹ rồi thì công tử định sẽ đi đâu? Phiêu bạc giang hồ, không có nơi ở nhất định. Những người giang hồ giống như công tử đây là như vậy đó, không bao giờ chỉ kiếm một nơi nào để có cuộc sống ổn định hết cả. Bạch cô nương, không phải là tại hạ không muốn ổn định, mà là tại hạ có nỗi khổ khác. Ờ, nỗi khổ gì vậy? Đang tránh một người. Là ai? Là một người thân nhất, cũng là người tôi hận nhất. Lâm công tử, tôi thật không hiểu. Cô không hiểu đâu, và cũng đừng nên tìm hiểu. Bởi vì thế là công rất lớn. Nếu mà tôi không phiêu vặt tứ xứ thì một ngày nào đó ông sẽ cứu được tôi. Nói như vậy thì mình không còn cơ hội nào để gặp lại nữa hay sao? Bạch cô nương, nếu mà chúng ta có duyên phận, nhất định sẽ gặp lại thôi. Ừ. Bạch cô nương, tại hạ xin cáo từ. Lão tiền bối. Lão tiền bối. Tôi không sao à? Lão tiền bối, ông thật là một thần y. Ân nghĩa cứu mạng của tôi sẽ không bao giờ quên ông đâu. Tiểu huynh đệ, tuy rằng cậu không cảm thấy đau đớn nữa, nhưng mà hai nguồn chân khí ở trong mình của cậu đang vận hành. Tôi điểm nguyệt cho cậu, chỉ chặn lại hai nguồn chân khí đó để cho cậu không đau đớn vậy thôi. Cái gì? Vẫn chưa có thể cứu giải được tôi à? Nếu tôi đau khổ như vậy thì thà là để tôi chết. Tiểu huynh đệ, cậu đừng có chán nản. Hai nguồn chân khí trong thân thể của cậu không thể nào ép ra được, nhưng mà tôi có một trân châu bách niên đây nè. Nè, các thứ thuốc để ngâm bách niên trân châu này hơn 12 giờ rồi. Cậu uống rồi thì sẽ bớt cơn đau liền. Và cậu cứ nằm đây nghỉ cho khỏe đi. Chỉ là chân được tạm thời thôi. Tiền bối à, khi nào vết thương của tôi sẽ bị tái phát vậy? À, điều này khó nói lắm. Sớm thì 1 năm, nếu chậm thì 2 năm sau sẽ tái phát. Có người không? À, vị cô nương này là...
Xin hỏi Diệu Thử Thần Y có ở nhà không? Dạ thưa tôi đây. Tôi là người của tụ Long Bang, người làm của tiểu thơ. Nghe nói đại phu có một bách niên trân châu, sau khi uống rồi thì sẽ đẹp lắm, cho nên tại hạ đến xin tiền bối đưa cho. Thuốc của tôi là dùng để cứu người ta, không phải là dùng để giữ da thịt cho đẹp. Đại phu, đừng nói nữa, tôi không bán thuốc cho tiểu thư của cô đâu. Cô về đi. Những đồ mà Long Y Thủy này muốn lấy, người nào dám không cho? Nô tỳ bái kiến tiểu thư. Thần đa chấu. Dạ. Phụng nhi làm việc bất lực, đánh nó cho ta. Dạ. Tiểu thư. Lui ra mau. Dạ. Bạch Thái Hòa, Long Y Thủy đích thân đến mua trân châu, chẳng lẽ ông không để mặt hay sao? Long tiểu thư, bách niên trân châu của tôi dùng để cứu người ta, không phải là dùng để giữ da thịt của tiểu thư cho đẹp. Xin lỗi Long tiểu thư. Như vậy tôi nói cha tôi bị bệnh, cần dùng trân châu này để trị bệnh, như vậy ông có bán hay không? Phải tùy thuộc bệnh của cha cô thế nào. Bách niên trân châu không phải là thuốc thần, nếu như mà uống bừa bãi nè, vậy là không tốt cho bệnh nhân đâu. Như vậy ông đòi giữ không bán sao? Tôi chỉ nói theo sự thật mà thôi. Thật là vô lý. Tiểu thư chúng tôi ra mặt mà ông không bán à? Thật là không biết gì cả. Nếu không dạy cho một bài học thì không biết tụi Long Bang lại hại hả? Để tôi giết ông này. Ngừng tay. Trân châu ở đây nè, nếu các người muốn đòi lại tôi sẽ đưa. Không được ăn hiếp thần y. Long tiểu thư, nghe nói tụi Long Bang là thiên hạ đệ nhất đại bang, nhưng mà lần này vì một hột trân châu đã đánh người ta như vậy, chẳng lẽ cô không sợ người giang hồ cười cô hay sao? Đừng có nói lâu thôi. Ngươi đang giữ trân châu, ngươi muốn bán bao nhiêu tiền hãy bán cho ta. Tiểu huynh đệ, trân châu này là dùng để cứu mạng của cậu, đừng có bán cho cô. Tiền bối đừng có lo lắng, tôi tự biết lo lấy. Long tiểu thư, lúc nãy cô đã nghe thần y nói trân châu này là dùng để cứu mạng của tôi, dĩ nhiên là tôi không bán được, mà chỉ cần cô chấp nhận một điều kiện thì tôi sẽ tặng cho cô ngay lập tức. Đừng nói lâu thôi nữa, có chuyện gì nói mau đi. Nghe nói tiểu thư là mỹ nữ đệ nhất giang nam, ngày hôm nay hân hạnh được gặp tiểu thư Du Tiểu Cường này rất vinh hạnh, nhưng mà tại hạ này không được thấy mặt thật của tiểu thư thì tại hạ cảm thấy rất là ân hận lắm. Vô lý, khuôn mặt tiểu thư chúng tôi không nhìn bừa bãi được. Nếu thật sự ông đã nói như vậy thì tôi để dành trân châu này sử dụng. Được, ta chấp nhận điều kiện của ngươi đó. Nè tiểu thư, đã nói rồi thì tiểu thư phải giữ đúng lời hứa.